Hồng Chuyên truyền bài luyện còi bản nọng cầm của Triệu Sinh. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Ái tật cầm và triền lèo điệu lượn nàng ấy, tiếng lượn tứ cốc đán. Tìm lễ đón
phán lỗi nam mà nó lời Hoàng Văn Giáp trình bày phong thư Chứ Công Ơn Bạc Hồ cầm của Hà Văn Quý. Bên bên vằn xin cầu mùa thu tình căm lòng ba cả hồ trưng thân khăm chúng nam bắc tình lành cờ cánh mạng lung ngà đen thì có đấu tranh ao độc lập tự do Việt Nam tên ba cả hô lùng chói cách mạng đầy thắng lợi vinh quang khai sinh nước Việt Nam vươn cầu tiền bang hồ quay sở thiên nơ tha tời nô lệ dân ả la đà thuôn khắm toàn dân mong ước trang ngờ rim mong ba khổ chi ả minh sống mãi văn tuyên ngôn bác cuối đuổi dân bằng cả béo mùa xuân
tòn mắt. Lục lan chữ cắm bác khi đua đẹp sắc thế toàn là dân đại thắng. Công ơn bác cái bằng khâu phe Việt Nam dân nước là hạnh phúc. Thi đua cùng góp sức lập công áo thành tích hiên hạ dâng khấn bác. Hoàng úy trường lèo điệu lượn nàng ấy bài Lèo Đảng khẩn tàng xuân triệu sinh tật cầm. Nung lửa mơ hấp bụi
kim ngân niêm công việc lỡi nàng à nó lỡi nàng à lỡi nó hành mây nằn công phá nào niết lều đang trường văn xuân lời nàng à nó lời nàng à lời ơ bao giờ sao quài cần lẽo ơi cần à lượp lượp khấn tang bay trực nước ơi nàng à nó lời nàng à lời nó bao hâu sực kín cướp ơi khâu bằng cam leo đang khấn tàng xuân lời nàng à nó Mã Văn Trực truyền bài một lần đàng bạc bằng đốc tòa đốc hôm cầm của Đặng Quản Vượng. Đàng bạc tài tang hở tăng lệ dân y như băng lập xuân ma và đàng bạc bằng béo quá béo không lịch sử nước lượn tới tới chữ làng à cờ hà cọc đen trói thi ơi lệ phuông biết xiên cầu bạc pham xịt vằn so pham bươn nhị lịch dương vằn thánh lấp đàng lâu lúng trói làng à bươn pét pì thi hà mua lệ thu vằn xịt câu nước lâu khơi nghĩa cách mạng lâu văn tí bên công bằng xuân ma biểu không hóm tòa làng à bườn câu pì phi hà chứng lê minh văn xó nhi khải sinh nước Việt đàng bạc hồ long liệt tăng dân bạc hố to quyền ngôn độc lập làng à biểu mùa thu phong khóp ba lê đinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trần điện biên hình cải tâm vân đàng bạc và tặng dân của khước làng à từ hình tây cướp nước ni lệ tan quân mỹ ma tiệp phán trăm chiếm tặng nước theo tức tẹp quê chim pi chết ha tức hình phất mỹ làng à tặng đi nước mọi tí dung lệ giang tức tấm bon mỹ phán chín cướp bạc nam đầy khua khước sung giang ơn đáng bạc tài tàng chứ mãi làng à Dương Thị Cao truyền bài luyện còi tuyên ơn đảng vi cao trưởng tật cầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đặng Thị Tị tật cầm vợ trình bài phong sư Bạc Hồ rú ngườm phe bác bó. Sam phạ phạ rũ rung, sam đin bấu chắc phuối, sam khuổi khuổi lây mưa bé, sam mé mé trắng cả, bền ngườm bác bó. Bền khối lên nin, bền phía các mát. Vằn so bền bươn nhí, bác ơi mà. Kín nòn du ngườm phía, bác bó. Cam bùn mà chỉ lối. Đồng cắm bỏ phây bây con biếc linh tàng kẻ ơn mỏi cần bác hồ phuối đuổi dân bên ấy chứ thương cảnh mất nước xiết xa cần vằn tốc nằm tha rầy rầy bọn lính căm cái mại tục cần sống kín đuổi cần dân khó khát từ vằn mì đáng bán ngóc ơi mà mày hí mát đầy phong à hoa đau mần mảnh kéo mà cướm mà tòm nó ngang đầy đùa non nhớ bác bác hồ nhắn thăng
dân tên ấy kín mà hay chứ mấy chứ còn nhân dân chứ ba cả hô Thu Lành trình bày phong thư Mì Đảng, Mì Mùa Xuân, Hạnh Phúc, Đinh Xuân Hưởng, Tật Cằm. Thank you.